Xin chào cả nhà. Hôm nay Melbourne vô cái chương trình lockdown 5 ngày. Sydney thì tiếp tục bị lockdown và thắt chặt hơn. Việt Nam cũng vậy. Khắp nơi trên thế giới đều bị lockdown. Thì xin chúc cả nhà mình một ngày bình an. Mọi người thật nhiều sức khỏe. Đừng có bị Covid. Thì mình sẽ vô cái chủ đề của video này là mình sẽ làm về cái cách mà mình bắt lên tường giá để treo đồ. Nhưng mà nếu như các bạn Việt Nam thì dễ rồi, tại vì tường gạch thì ở đâu cũng có thể bắt được. Các bạn khoan vô chỗ nào nó cũng có gạch thì bắt cái bát vô là nó giữ lại thôi. Nhưng mà ở bên này hoặc là những cái căn nhà mà ở bên nước phương Tây này á, ở bên trong nó toàn là gỗ không, và cái tường nó là bằng cái dán rất là mỏng, thì nó cái dán nó khoảng 5-6 ly thôi. Thì 5-6 ly như vậy khi mà bạn bắt vô á, bắt một cái giá treo đồ hay bất cứ cái gì á mà treo hơi nặng á, thì mình khoan cái lỗ, mình bắt cái chốt vô, thì chỗ đó nếu mà không có cái cột á, thì bắt vô cái tường như vậy á, nó giữ trong cái miếng dán thì nó rất là yếu, nó không giữ được. Ok, các bạn treo cái gì chút xíu vài bữa là nó lúc lắc rồi nó rớt luôn. Nếu mà chỗ nào mà đúng ngay cái cột á, thì rất là dễ rồi, các bạn khoan thẳng vô cột thì giữ nó dễ. Nhưng mà lỡ nếu mà các bạn chỗ mình muốn treo đồ mà nó không ngay cột thì mình làm sao? Hôm nay mình sẽ show các bạn cái cách để mình làm như vậy. Rồi, ngay chỗ này ha, cái tường cái đoạn này ở trong gara. Bây giờ mình muốn bắt một cái bát này lên để mình treo nón đồ này kia. Nó như vậy. Ok. Rồi mình bắt khoảng ngay giữa. Alright. Nhưng mà cái vấn đề là bây giờ các bạn coi ha. Cái bát này nó có hai cái lỗ này để mình bắt vô. Ok. Thì hai cái lỗ hai bên này nếu mình bắt thẳng vô thì nó sẽ không ngay cột. Ok. Đâu phải lúc nào cũng hai cái cột ngay hai cái lỗ đó được ha. Thì mình bắt vô thì nó sẽ không có giữ được nổi, và nó sẽ rớt nếu mà nó không ngay cột. Thì giờ mình phải làm sao đây? Ok. Ok. Thì cái tưởng là như thế nào mình sẽ làm, mình sẽ tìm ở đây thì nó khoảng cách này khoảng 8 thước rưỡi ha. Thì ở đây á thì cột thường là nó cách nhau khoảng 45 cm, nhưng mà mình phải tìm có nó nằm đâu. Mà mình chắc chắn thì cái khoảng cách mà giữa cái hai cái cột á 45 cm, trong khi cái khoảng cách giữa hai cái lỗ của cái giá treo đầu này á là 42. Thì nếu mà mình tìm được một cái cột á thì cái lỗ một bên nó sẽ vô cột và một bên còn lại nó cũng không vô. Ok, thì mình làm sao đây? Thì mình phải tìm được hai cái cột ha. Đến chi mình bắt vô cột thì nó mới giữ được. Rồi sau đó mình tìm một cái thanh gỗ nhỏ thôi ha, để mình bắt lên cái tường như thế này. Ok, mình bắt lên tường, mình sẽ khoan vào hai cái cột. Ok, bắt vô cột thì nó sẽ giữ chắc. Và cái miếng này mình sẽ bắt lên cái thanh gỗ còn lại. Ok, thì nó sẽ giữ chắc chắn cho mình. Ok. Đó. Mình muốn bắt lúc đó mình bắt ở vị trí nào được mình canh vô giữa cái bức tường luôn. Nhưng mà có điều á, cái này nó sẽ bị lòi ra hai bên cái bên ngoài, mỗi bên cái gara hai bên nó sẽ dư ra một khúc gỗ như vậy. Mà cái này ở trong gara thì không sao. Ok. Còn nếu mà trường hợp mà bị trong nhà đó thì các bạn sẽ cắt làm sao nó ngắn hơn chút xíu, hoặc là cái miếng gỗ này các bạn sơn màu trắng luôn cho nó trùng vào với màu tường để nó không bị xấu. Ok. Rồi mình sẽ vô việc. Ok. Ok, thì mình sử dụng cái Start Finder. Cái này là cái thiết bị để tìm cái cột ha. Có nhiều cách để tìm lắm. Ok, có nhiều cái người tìm theo cách dân gian nhất của mình là gõ tới cái chỗ nào tiếng nó chắc là cái cột. Nhưng mà cái đó thì nó không có chính xác lắm. Còn mình sử dụng cái này nó chạy như thế này ha.
cái tay đưa qua đến khi là để cột thì nó sẽ báo. Alright. Hoặc là có thêm cách nhiều cách khác nữa thì mình sẽ làm cái video khác là làm sao mà tìm được cái cột một cách dễ nhất. Ok. Thì ở đây mình tìm được hai cái cột ha. Thì nó nằm ở đây. Ok, mình sẽ bắt cái ba kia vô. Và để cho chắc chắn mà nó ngay đúng vị trí và nó nằm ngang thì mình dùng cái thước level này ha, để mình canh cho nó chuẩn, nó không có bị cao thấp. Ok, coi như cái bát gỗ nó giữ là xong rồi đó. Bây giờ mình chỉ việc bắt cái giá treo của mình lên trên đó, easy. Cái này bây giờ nó giữ lên vô hai cái cột gỗ rất là chắc chắn. Kéo nó cũng đu được luôn. Rồi cái việc còn lại thì cái này mình cứ canh vô vị trí nào mình muốn thôi. Mình đương nhiên là mình sẽ canh vô giữa ha, để nhìn cho nó đẹp. Bây giờ chỉ việc bắt ốc nữa thôi.
Thì tương tự cho cái này, mình cũng sử dụng cái thước này ha, để level cho nó thẳng. Ok, xong. Đó, các bạn coi ha, rất là dễ, easy. Mình làm trong vòng có 5 phút là xong rồi. Ok, thì các bạn thấy nè, được chú ý nè ha. Cái này bắt vô cái cột là nó nằm ở đây nè. Ok, còn một cái nó nằm ở bên này, ở dưới này luôn. Ok, đó. Thì mình giữ đây, rất là chắc chắn, treo cái gì cũng được hết trơn á. Ok, nếu các bạn thích cái video này thì xin cho mình một like ha, đăng ký và nhấn chuông để đừng có bỏ lỡ những cái video tiếp theo. Đó, mình sử dụng treo nón, treo dù, bất cứ gì mà kìa ra nhẹ nhàng, nhưng mà mình muốn treo những cái gì nặng hơn cũng đều được hết, nó rất là trắng.